Ok, xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ review về cái sản phẩm keo ông xanh này nha. Cái sản phẩm này mình mua cách đây khoảng 1 tháng và mình đã có dịp sử dụng nó trong vòng khoảng 2-3 tuần lễ nay. Thì đầu tiên á, mình biết đến cái sản phẩm này chủ yếu là do một cái lần mình bị ho và mình được một người thân giới thiệu cho cái sản phẩm keo ông xanh này, chủ yếu là để xịt họng khi mà mình đi du lịch, tại vì lúc đó mình đang tham gia trong một cái công ty chuyên về sự kiện. Và sau đó là mình hay đi kiểu như các bạn biết là mình làm sự kiện thì mình hay đi đây đi đó nhiều. Và mình không thể nào mà lúc nào cũng nhớ và uống thuốc được. Nên cái việc mà thường xuyên quên cữ là chuyện tất nhiên rồi. Và sau đó là mình mới tìm ra được cái giải pháp là mình mua một cái chai nhỏ như thế này mình mang theo. Và khi mà mình đi công tác, những lúc mà mình về chạy đi tỉnh ấy, chỉ việc mở ra và khi mà sang khoan xin lỗi, tức là khi mà các bạn cảm thấy là các bạn ngứa họng, các bạn khó chịu cổ họng, các bạn chỉ lấy cái này ra và các bạn xịt như thế này. Như vậy thôi, một ngày 2-3 lần xịt như vậy, các bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng hơn. Thực tế ra thì đến dùng đến bây giờ thì mình cũng cảm giác là cái sản phẩm này nó khá là hay. Tại vì khi mà các bạn xịt xong rồi, các bạn sẽ cảm giác là cái cổ họng của mình khá là thanh và nó nhẹ nhàng lắm, nó thông thoáng hẳn so với việc các bạn uống thuốc. Chưa kể đến cái việc là các bạn dùng thuốc thì các bạn thường xuyên phải dùng rất là nhiều thuốc kháng sinh. Và cái việc kháng sinh là tất nhiên là nó sẽ có hại cho sức khỏe của các bạn rồi. Nên là cái việc sử dụng cái này mình cảm thấy khá là hay, lợi. Còn về giá cả thì một chai như thế này là khoảng 275 ngàn so với là cái tầm mức lương là khoảng 6-7 triệu của mình, thì mình cảm thấy là cái này mỗi lần, mỗi tháng mình mua một chai là khá vừa tầm. Không quá đắt đỏ nha các bạn. Một chai như thế này mình xịt được tối đa khoảng 290-300 lần gì đấy. Thì tùy theo cái mức độ xịt của các bạn thôi. Và thêm một cái nữa là khi mà mình nhận được cái chai này thì mình được cái tư vấn rất là kỹ từ phía bên nhà thuốc và thậm chí là cả bên chính hãng của công ty này. Bạn có thể gọi thẳng lên trên số điện thoại hotline của công ty để các bạn hỏi về cách sử dụng, họ sẽ hướng dẫn cho các bạn. Hoặc là giống như mình mua ở ngoài Pharma City ấy, thì cái bạn dược tá các bạn sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ về cách sử dụng của cái này cũng như công dụng. Thì sau đó một thời gian thì mình cảm giác thực sự là cái này nó giúp cho mình đỡ hẳn những cái cơn đau ngứa họng. Có một cái vấn đề là nó sẽ không nhanh, cái thời gian hiệu quả nó sẽ không nhanh như là các bạn uống thuốc. Nhưng được được một điều là cái này nó khá là tự nhiên và cái việc các bạn khỏi bệnh nó theo đúng nghĩa là các bạn tự kháng thể của cơ thể các bạn nó điều tiết ra kháng thể để nó kháng lại các loại bệnh tật. Nên mình nghĩ cái sản phẩm này khá là hay và mình cũng đã có một bài đánh giá thẳng trực tiếp trên sản phẩm này ở trên Tiki. Mình nghĩ là mỗi nhà hay là mọi người chúng ta nên có một cái chai nhỏ như thế này để mang theo. Ngoài ra thì còn có một cái loại nữa dành cho trẻ em mà mình thì chưa sử dụng tại vì hiện tại là chỉ có bản thân mình bị thôi. Nhưng mà mình nghĩ là có thể nếu như các bạn ở nhà có con nhỏ các bạn cũng nên thử xem cái đó. Ok, cảm ơn các bạn.